Một khoảng thời gian trước có bạn hỏi như thế này: nếu như chỉ cần hy sinh một mình bạn mà cứu được 1.000 người, vậy thì bạn có chọn cách hy sinh bản thân không? Tôi tin là khi quyền chọn lựa rơi vào tay của một người, vậy câu trả lời có khả năng cao sẽ là không. Nhưng nếu suy nghĩ ngược lại, hy sinh một vài người cá biệt để cứu lấy bản thân mình, vậy thì bạn sẽ chọn lựa như thế nào? Nữ chính Eva từng là một vũ công múa chuyên nghiệp. Sau khi cô gặp một vụ tai nạn giao thông thì nửa người dưới đã bị liệt. Trước mắt thì cô đang làm việc ở một công ty bảo hiểm. Tuy công ty đã nhận được sự hỗ trợ của chính phủ vì đã nhận cô vào làm, nhưng cấp trên vẫn chê bai thành tích của cô quá ít ỏi. Ngày 3 tháng 12 năm 2020 là sinh nhật của nữ chính Eva. Vốn dĩ cô còn định nói chuyện với bố mình, kết quả là cô lại bị mẹ kế từ chối. Hóa ra mẹ của nữ chính đã qua đời rồi. Còn bố cô sau khi cưới vợ mới không lâu thì lại mắc chứng bệnh đáng trí của người già. Nữ chính còn nghĩ rằng sinh nhật năm nay chỉ có thể ở bên chú chó cưng của mình. Nhưng không ngờ bạn thân cô lại đi xuyên đêm từ Đức về để chúc mừng sinh nhật cô. Không những đối phương mang bánh kem và rượu vang đến, mà cô còn tặng cho Eva một chiếc hộp đồ cổ xem như là quà sinh nhật. Đây là một quyển lịch mùa vọng. Nói đơn giản hơn thì đây là một quyển lịch đếm ngược đến Giáng sinh. Từ ngày 1 đến ngày 24 tháng 12, mỗi ngày mở ra một ngăn thì sẽ nhận được một niềm vui bất ngờ. Lẽ ra người nhận được món quà thì phải vui vẻ, nhưng một câu nói trên chiếc hộp này lại khiến nữ chính bất an. Bởi vì mặt lưng của nó ghi rằng, nếu vứt nó đi thì tôi sẽ lấy mạng bạn. Nữ chính tò mò nên cô đã mở ngay ra chiếc hộp đầu tiên. Khi chiếc chìa khóa chuyển động thì dường như có một bóng dáng kinh khủng được đánh thức. Trong ngăn kéo có một viên kẹo. Còn tờ giấy gói kẹo bên ngoài lại viết ba quy tắc. Một là nếu bạn đã chọn ăn kẹo thì nhất định phải ăn hết số kẹo ở trong tất cả những ngăn kéo. Hai là bạn nhất định phải tuân thủ quy tắc cho đến khi bạn mở ra ngăn kéo cuối cùng mới thôi. Ba là tuyệt đối không cho phép bạn ném chiếc hộp này đi. Một khi làm trái những quy tắc được ghi ở trên, vậy thì bạn nhất định sẽ bỏ mạng. Tuy những quy tắc này nghe thì có vẻ không giống câu đùa, nhưng nữ chính vẫn đưa viên kẹo đầu tiên vào trong miệng. Tiếp sau đó, cô lại mở ra ngăn kéo thứ hai. Viên kẹo trong ngăn kéo này lại có vị mà bố cô yêu thích nhất. Bạn thân còn đùa giỡn với cô rằng, nói không chừng khi Eva ăn viên kẹo này xong, vậy thì cô và bố của mình sẽ tạo ra một kết nối về mặt tâm linh. Nữ chính cũng không ăn ngay mà lại tiếp tục mở chiếc ngăn kéo thứ ba ra. Lần này bên trong ngăn kéo không có kẹo, mà chỉ có một tấm thẻ in hình thượng đế và ma quỷ. Bên trên tấm thẻ đó viết rằng, nếu như bạn muốn chữa lành vết thương, thì bắt buộc phải hủy hoại nguyên nhân khiến bạn chịu tổn thương. Vốn dĩ nữ chính còn định mở tiếp những ngăn kéo tiếp theo, nhưng hai người lại không thể mở được ngăn kéo thứ tư. Tối hôm đó, bạn thân đã ở bên chúc mừng sinh nhật với nữ chính. Cô cũng kể cho Eva nghe những chuyện đã xảy ra khi cô ở Đức. Cho đến khi thời gian dần trôi đến 12 giờ đêm, chiếc hộp kia lại tự dưng phát ra âm thanh nhắc nhở. Dường như nó đang thúc giục nữ chính mở ra ngăn kéo tiếp theo. Sau khi Eva thử lại thì ngăn kéo thứ tư cũng được mở ra một cách dễ dàng. Không những thế, bên trong còn nhảy ra một người giấy. Hóa ra, qua mỗi ngày thì chiếc hộp này mới có thể mở ra từng ngăn kéo tương ứng. Ngày hôm đó là ngày 4 tháng 12, vậy nên họ mới có thể mở được ngăn kéo thứ tư. Bên trong có một viên kẹo được bọc ngoài bằng một mảnh giấy có in hình Giê-xu. Trong tờ giấy gói còn ghi dòng chữ: Giê-xu có thể giúp người bị liệt đứng lên đi lại được. Tối hôm đó, sau khi bạn thân đi khỏi, nữ chính Eva đã nôn nóng ăn xong viên kẹo thứ hai. Đây là viên kẹo có hương vị mà bố cô thích ăn nhất. Không những thế, bạn thân cô còn suy đoán rằng, nói không chừng thì sau khi cô ăn viên kẹo này thì sẽ có sự liên kết với người bố đáng trí của mình. Thế nhưng khi nữ chính vừa ăn xong viên kẹo thì chuông điện thoại đã vang lên. Hơn nữa, sau khi cô bắt máy thì giọng nói bên kia đầu dây quả thật là bố của cô. Bố của Eva còn nói câu chúc mừng sinh nhật, chúc con sinh nhật vui vẻ. Sau đó đầu dây bên kia cũng yên tĩnh. Mà ở một nơi khác trong cùng thời điểm này, ông bố của nữ chính vẫn ngồi ngơ ngác ở lan can như thường ngày. Vốn dĩ ông không hề gọi cuộc điện thoại đó cho nữ chính. Trước đó cấp trên đã không hài lòng với doanh thu mà cô đạt được. Ngày hôm đó ông ta còn tìm thêm nhân viên mới đến để chia bớt khách hàng của cô. Sau khi tan làm, nữ chính đã kể cho bạn thân nghe chuyện tối qua mình nhận được điện thoại của bố. Bởi vì bố cô mắc căn bệnh đáng trí người già, nên ông không thể gọi cuộc điện thoại này được. Vậy nên bạn thân liền nghi ngờ viên kẹo đó có chứa thành phần thuốc khiến người ta sinh ra ảo giác. Nữ chính thắc mắc hỏi bạn thân đã mua chiếc hộp đó ở đâu, nhưng bạn thân lại nói rằng mình đã lén lấy trộm nó về. Tối hôm đó, bạn thân đưa nữ chính đi gặp hai người bạn quen trên mạng. Một người là gen tờ mừng thích đi săn mồi, người còn lại là một nhân viên giao dịch cổ phiếu chuyên ngành thả dê. Bạn thân đã nhắm trúng anh chàng gen tờ mừng nên đã hẹn người ta đi uống riêng. Còn nhân viên giao dịch cổ phiếu kia sẽ phụ trách đưa nữ chính về nhà. Sau khi lên xe thì đối phương lại nhiệt tình đề nghị cho cô một app cổ phiếu. Anh ta nói rằng cô chỉ cần cài đặt nó thì sau này sẽ dễ dàng kiếm ra tiền. Đến khi nữ chính vô tình ngủ thiếp đi thì anh ta lại bắt đầu thực hành chuyên ngành của mình. Cho đến khi nữ chính tỉnh lại và dùng hết sức phản kháng thì đối phương mới chịu buông tha. Do kế hoạch thả dê không thành công nên anh ta đã đê tiện đến mức vứt bỏ cô và xe lăn ở ngay bên đường. Khi bản thân bị làm nhục như thế thì phản ứng đầu tiên của nữ chính là muốn đối phương phải chịu báo ứng. Đi chết đi. Lúc này thì thời gian vừa bước qua 12 giờ. Dường như câu mắng chửi kia đã kích hoạt chiếc hộp ở nhà Eva. Tiếp sau đó, ngăn kéo thứ 5 đã tự động mở ra. Hơn nữa, từ bên trong ngăn kéo còn xuất hiện một mô hình giống hệt chiếc xe mà nhân viên giao dịch cổ phiếu đã lái lúc nãy. Do hắn ta không làm gì được nữ chính,
nên nhân viên giao dịch cổ phiếu đã dừng xe ở bên đường để tự giải quyết nỗi buồn. Còn bên phía nhà của nữ chính, chú chó cưng mà Eva nuôi lại đột nhiên có hứng thú với mô hình ô tô kia. Khi chú chó đang cắn xe chiếc xe mô hình, thì không ngờ chiếc xe của nhân viên giao dịch cổ phiếu ở ngoài đời thật cũng phải chịu cảnh tương tự. Đến chiều ngày hôm sau, nữ chính vừa mới đến công viên, thì bạn thân đã gọi điện đến kể cho cô nghe chuyện nhân viên giao dịch cổ phiếu gặp tai nạn xe. Sau khi cô vừa cúp máy, thì lại nhận được một tin nhắn của nhân viên giao dịch cổ phiếu. Nữ chính cảm thấy việc bản thân nhận được tin nhắn của người chết là chuyện quỷ dị vô cùng. Nhưng bạn thân lại cho rằng đây chỉ là một tin nhắn hẹn giờ mà thôi. Sau khi nhìn thấy liên kết ở cuối tin nhắn thì bạn thân cũng nhấn nút để tải xuống. Đây cũng chính là app cổ phiếu mà nhân viên giao dịch kia đã giới thiệu cho nữ chính vào tối ngày hôm qua. Lúc này bạn thân để ý thấy Eva thường xuyên nhìn về phía chàng trai cách đó không xa. Bạn thân cổ vũ cô nên sang đó bắt chuyện. Nhưng nữ chính lại cảm thấy tự ti vì bản thân bị liệt, nên cô cũng không có gan đến bắt chuyện. Sau khi về nhà thì nữ chính lại tò mò không hiểu tại sao trong bát ăn của chó lại có mảnh vỡ của mô hình xe. Tối hôm đó, sau khi qua 12 giờ đêm, người giấy trong chiếc hộp kia cũng nhảy ra. Nó nhắc nhở nữ chính phải đi mở ngăn kéo thứ 6 ra. Lần này bên trong ngăn kéo có một viên kẹo hình trái tim. Nữ chính không tự mình ăn viên kẹo đó, mà cô lại tìm cơ hội thả vào trong cốc của chàng trai mà cô Cruz. Kết quả là đối phương vừa mới uống xong một ngụm thì anh đã lập tức chạy đến bắt chuyện với cô. Hóa ra đối phương tên là William và cũng là một bác sĩ. Sau cuộc nói chuyện thì hai người dần dần trở nên thân thiết, cho đến khi nhà hàng sắp đóng cửa mà hai người vẫn chưa muốn ra về. 12 giờ đêm ngày 7 tháng 12, người giấy trong hộp lại nhảy ra đúng giờ. Lần này trong ngăn kéo lại xuất hiện một viên kẹo có hình dáng của chiếc đồng hồ. Nữ chính tò mò nên đã quả quyết đưa nó vào miệng. Kết quả là chiếc đồng hồ bên cạnh lại biến từ 12 giờ đêm thành 13 giờ chiều. Trong điện thoại cũng đột nhiên xuất hiện hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Ba ngăn kéo số 8-9-10 trong chiếc hộp đều đã bị mở ra, chỉ sót lại những miếng giấy bọc. Sau khi cô đến công ty thì cấp trên nói rằng cô đã nghỉ 4 ngày không phép. Nhưng nữ chính lại chẳng có chút ký ức nào về chuyện này. Không những thế, công tác bàn giao cũng đã gần hoàn thành. Vậy nên tối hôm đó cô đã bị công ty sa thải. Sau khi về đến nhà thì cô lại vô tình để ý thấy, hình như là giấy gói kẹo trong 4 ngày được tua nhanh có thể ghép lại làm một. Sau khi cô ghép lại thì hình ảnh trên đó lại chính là phần mềm cổ phiếu mà cô đã được mời chào trước đó. Sau đó nữ chính liền bỏ ra 457 euro để mua cổ phiếu theo như lời nhắc nhở. Kết quả là chỉ trong chớp mắt thì cổ phiếu cô vừa mua đã lãi thêm được 9 euro. Tối hôm đó, cô muốn được ngủ một giấc ngon lành, nên nữ chính đã lấy sách đè lên lối ra của người giấy. 12 giờ đêm ngày 11 tháng 12, chiếc hộp lại có phản ứng, lối ra đã bị sách chặn lại nên người giấy không thể nhảy ra ngoài. Lúc này cả chiếc hộp đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ. Không những thế, nó còn phát ra âm thanh kêu gọi chú chó cưng của Eva đến. Khi ngăn kéo thứ 11 được mở ra, thì bên trong đã xuất hiện một món đồ ăn vặt cho chó hình chiếc xương. Tiếp đó, chú chó này liền mang theo khúc xương đó đi khỏi nhà. Sáng sớm ngày hôm sau, nữ chính phát hiện ra phần mềm cổ phiếu đã lãi thêm được 486 euro. Phải biết rằng số tiền này còn nhiều hơn cô đi làm gấp mấy chục lần. Lúc này chú chó của cô vừa đi từ bên ngoài về đến nhà. Trên người nó bây giờ dính đầy máu tươi. Không những thế, Eva còn phát hiện ra một cái mặt dây chuyền trên người chú chó. Mà mặt dây chuyền này cô đã từng thấy ở chỗ của cấp trên. Điều này cũng có nghĩa là có thể tối qua chú chó cưng của cô đã đi tấn công cấp trên và khiến ông ta mất mạng. Xem đến đây thì nữ chính lại đột nhiên nhớ đến mô hình xe ô tô mà cô từng nhìn thấy. Trong chốc lát, cô bắt đầu nghi ngờ sự ra đi của nhân viên giao dịch vào đêm hôm đó có liên quan gì đến chiếc hộp này không. Vậy nên nữ chính liền lấy hết số vỏ bọc của những viên kẹo ra để chứng minh suy đoán của bản thân. Kết quả là cô bất ngờ phát hiện hình như tất cả nguyện vọng của cô trong dạo gần đây đều được thực hiện. Đầu tiên là khi cô nói muốn nói chuyện với bố thì bố cô đã gọi điện thoại đến thật. Khi cô chửi mắng nguyền rủa nhân viên giao dịch thì đối phương cũng bỏ mạng ngay đêm đó. Người đàn ông cô thầm thích cũng chủ động đến bắt chuyện. Cô chỉ cần ngồi ở nhà cũng có thể kiếm được tiền. Giờ đến cả ông cấp trên thường xuyên chèn ép cô cũng đã mất mạng. Vậy nên đến 12 giờ đêm hôm đó, nữ chính đã cực kỳ nôn nóng để mở ra ngăn kéo thứ 12. Viên kẹo lần này giống với ngăn kéo thứ 4. Bên trong cũng có một viên kẹo được bọc bởi một mảnh giấy in hình Giê-xu. Những dòng chữ từng xuất hiện trong tờ giấy gói đó là: Thượng đế có thể giúp người bị liệt đứng lên đi lại. Vậy nên nữ chính lập tức ăn hết viên kẹo đó. Lúc này cơ thể của cô cũng nhanh chóng có phản ứng. Nhưng sau một hồi co giật thì cơ thể của cô lại chẳng có gì thay đổi cả. Lúc này nữ chính đột nhiên nhớ ra rằng bản thân vẫn chưa ăn viên kẹo ở ngăn kéo thứ 4. Vậy nên cô liền quả quyết ăn ngay viên kẹo. Kết quả là sau khi cô bị co giật một hồi thì hôn mê bất tỉnh. Khi cô tỉnh lại một lần nữa thì bản thân đã có mặt ở bệnh viện. Hóa ra là có người phát hiện nữ chính nằm trước cửa nhà, trong tay cô còn ôm khư khư chiếc hộp này, nên đã gọi xe cấp cứu đưa cô vào bệnh viện. Sau khi làm một loạt các kiểm tra, thì Eva cũng đã nhớ ra những chuyện xảy ra vào tối qua. Tối qua sau khi cô ăn xong viên kẹo đó, thì quả thật là cô đã đứng lên và bước chân ra khỏi nhà. 12 giờ đêm ngày 13 tháng 12, nữ chính nhìn thấy bệnh nhân giường kế bên đang quỳ gối trước giường bệnh. Sau đó người kia đã ôm chiếc hộp đến giường tìm nữ chính. Trông dáng vẻ của người đó thì hình như cô đang bị ác mộng bao lấy. Đối phương cầu xin Eva cho mình ăn viên kẹo ở ngăn kéo số 13. Hình như viên kẹo này có thể giúp cô ấy thoát khỏi sự dây dưa của những cơn ác mộng. Nữ chính cũng đồng ý với lời cầu xin của cô.
Sau khi ăn kẹo xong thì đối phương lại nhanh chóng quay lại trạng thái bình thường. Sang ngày hôm sau khi Eva vừa quay về nhà, cô cũng đặt hai mảnh giấy gói kẹo gần đây nhất vào hệ thống suy luận của mình. Lúc này phần mềm cổ phiếu đã thông báo rằng số tiền lãi của cô đã lên đến 10.000 euro. Lúc này thời gian đã qua 12 giờ đêm. Nữ chính quay người mở ra ngăn kéo thứ 14. Lần này lại xuất hiện viên sô-cô-la đen mà bố cô thích ăn nhất. Cô nhớ đến chuyện lần trước cô ăn viên kẹo kia thì bố mình sẽ gọi điện thoại đến. Sau đó nữ chính cũng tò mò rằng nếu cô để bố mình ăn nó thì sẽ có hiệu quả như thế nào. Vậy nên sáng sớm ngày hôm sau thì nữ chính đã đi đến nhà của bố. Khi vào nhà thì cô biết tin mẹ kế đang định bán nhà, sau đó bà sẽ đưa bố cô vào viện dưỡng lão. Khi cô vừa cho bố mình ăn viên sô-cô-la đen kia xong, thì người bố bị đãng trí của cô lại trở về trạng thái bình thường. Không những thế, sau khi hàn huyên vài câu thì ông liền nói với nữ chính rằng chiếc hộp lịch mồ vọng kia sẽ đòi vật tế từ chỗ con. Có vài người chắc chắn phải hy sinh, đó có thể là người lạ, cũng có thể là những bạn bè thân thiết bên cạnh con, thậm chí là bố. Nếu như con muốn đứng lên được thì bắt buộc phải lấy mạng ai đó. Nếu một ngày nào đó con cần vật tế là bố thì xin con đừng do dự. Bởi vì nếu con không làm như thế thì người mất mạng sẽ chính là con. Sau khi ông nói xong những lời này, thì cả người ông lại quay về trạng thái ngơ ngác như trước đây. Ngày 15 tháng 12, nữ chính mang viên kẹo mà mình vừa lấy được đến tìm William. Đây cũng là người đàn ông mà cô từng lợi dụng viên kẹo hình trái tim để làm quen. Đây là lần thứ 3 nữ chính nhận được viên kẹo được bọc bởi tờ giấy in hình Giê-xu. Do hai hôm trước, bản thân cô ăn xong hai viên kẹo thì có thể đứng lên bước ra đến cửa nhà mình. Vậy nên bây giờ cô định ăn tiếp viên kẹo thứ 3 xem phản ứng như thế nào. Việc cô đến bệnh viện cũng chỉ vì cô muốn được đảm bảo nếu lỡ xảy ra sự cố gì đấy. Sau khi ăn xong viên kẹo thứ 3, cơ thể nữ chính đã nhanh chóng có phản ứng, cả người cô bắt đầu co giật dữ dội. William lo lắng ôm chặt Eva vào trong lòng. Mà lúc này nữ chính lại phát hiện ra chân mình đã có cảm giác. Sau đó hai người lập tức lao vào nhau hôn môi trong niềm vui sướng vô cùng. Sau khi trời sáng, William lấy thân phận là bạn trai đưa nữ chính đến hồ bơi trong nhà. Nhưng khi anh vừa quay xe đi thì phát hiện nữ chính làm rơi chìa khóa nhà trong xe. Do Eva đã thay sang đồ bơi nên không biết là anh gọi đến. Vậy nên William đã mang chìa khóa đến đặt trước nhà bạn gái rồi đi. Thế nhưng sau khi anh đặt chìa khóa và chuẩn bị lên xe đi, thì cửa nhà lại đột nhiên mở ra. Khi vào trong nhà, thì những mảnh giấy được ghim trên bàn đã thu hút sự chú ý của William. Bởi vì trước đây nữ chính từng nhắc cho anh nghe chuyện chiếc hộp và những viên kẹo. Hình như cô nói rằng chỉ cần ăn kẹo thì ước mơ sẽ thành sự thật. Chỉ có điều lúc đó anh không hề để ý đến. Bây giờ anh lại nhìn thấy trên mảnh giấy bọc kẹo có ghi tên của mình. Thì William mới nhận ra mối quan hệ giữa hai người thì ra là bắt đầu từ đây. Lúc này cánh cửa phòng đột nhiên đóng lại, điện thoại cũng bắt đầu đổ chuông. Sau khi anh nhấc máy thì đầu dây bên kia lại có một giọng nữ gọi tên anh. Nhưng khi anh hỏi lại thì đối phương chẳng còn tiếng động. Sau đó anh phát hiện ra một người giấy nhảy khỏi chiếc hộp. Anh định đưa tay chạm vào nó nhưng trong đầu lại đột nhiên lướt qua hình ảnh đáng sợ. Lúc này, chiếc gương trong hộp đột nhiên xuất hiện một hàng chữ. Bởi vì hàng chữ bị lật ngược nên có lẽ những chữ này được viết từ bên trong. Ý nghĩa của dòng chữ này là đừng vứt chiếc hộp này đi. Không biết là William nhìn nhầm hay là cảm thấy chuyện này quá kỳ dị, nên anh không hề nghe theo những lời nhắc nhở trên kính, mà lại mang chiếc hộp đó đi rồi ném vào trong hồ. Nhưng chiếc hộp vừa mới chìm xuống bên dưới, thì xung quanh nó đã tản ra một luồng khí màu tím. Lúc này dưới mặt nước đột nhiên xuất hiện một bóng người đeo mặt nạ đáng sợ. Trên người đối phương có đầy các vết sẹo, xung quanh cơ thể còn tỏa ra làn khói màu tím. William thấy vậy thì lập tức lái xe bỏ chạy. Kết quả là khi anh vừa quay đầu xe, thì đã bị người đeo mặt nạ kia kéo ra khỏi xe. Tiếp đó hắn lại kéo anh về bên hồ để nhấn nước đến khi anh tắt thở. Lúc này nữ chính đang định nghỉ ngơi thì lại bị trượt chân ngã vào trong bể bơi. Sau khi cô rơi xuống nước thì lại nhìn thấy William đã chìm sâu xuống dưới đáy. Nữ chính thấy vậy thì muốn chạy đến cứu giúp, nhưng cô lại chẳng thể dịch chuyển được William. Không còn cách nào khác nên cô đành phải bơi lên bờ một mình. Chỉ có điều khi cô nổi lên mặt nước thì lại phát hiện mình đang ở bên hồ, chứ không phải bể bơi. Lúc này, bóng dáng đáng sợ đã lấy mạng William mang theo chiếc hộp xuất hiện. Đối phương không hề có ý làm hại nữ chính. Khi ông ta vừa đưa tay chạm vào nữ chính thì cô cũng vừa giật mình tỉnh giấc. Bên phía hồ bơi, sau khi nhân viên cứu hộ hồ bơi phát hiện Eva mất tích, thì sáng hôm sau anh đã mang số đồ cá nhân của cô đến địa chỉ đã đăng ký sẵn. Trước khi đi thì anh còn để lại cả số điện thoại của mình. Ngày 17 tháng 12, nữ chính đã ngồi sẵn trước mặt chiếc hộp để chờ đợi. Bởi vì lần này cô muốn ăn kẹo để cầu nguyện cho William sống lại. Khi cô vừa ăn xong viên kẹo thì xung quanh đã xảy ra chuyện không bình thường. Cùng lúc đó, điện thoại cũng vang lên. Sau khi đi theo tiếng chuông điện thoại thì cô đã đến được nhà vệ sinh. Thông qua chút ánh sáng le lói qua chiếc gương, nữ chính đã nhìn thấy cảnh William đến nhà đưa chìa khóa vào ngày hôm qua. Lúc đó, giọng nói ở phía đầu dây bên kia mà William nghe được chính là giọng của Eva. Nhưng dường như sau đó có điều gì đó gây nhiễu nên cuộc gọi đã bị cắt ngang. Lúc này nữ chính lại chuyển mình đến chỗ tấm kính trong chiếc hộp lịch. Cô đã thử khắc chữ lên kính để nhắc nhở William rằng đừng có ném chiếc hộp đi. Hóa ra dòng chữ nhắc nhở mà William nhìn thấy vào tối qua là của nữ chính. Chỉ tiếc là William lại không nghe theo lời của cô. Cứ qua 12 giờ đêm thì chiếc hộp này sẽ thúc giục nữ chính nhanh chóng mở ra ngăn kéo tiếp theo. Nhưng sau khi trải qua nỗi đau mất người mình yêu thì nữ chính không muốn tiếp tục nữa. Kết quả là lần này trong chiếc hộp lại nhảy ra một con dao găm. Trên lưỡi dao còn có khắc hình của một con chó đã mất.
Điều này cũng có nghĩa là chiếc hộp nhắc nhở cô phải hiến tế chú chó cưng của mình. Nghĩ đến đây thì nữ chính lại bất giác làm rơi con dao. Nhưng chỉ một giây sau, bàn tay của quỷ đã siết chặt lấy cổ của nữ chính. Đúng như những lời mà bố cô từng nói trước đây. Nếu như cô từ chối hiến tế thì cô sẽ trở thành vật tế để thay thế. Không còn cách nào khác nên Eva đành phải nhặt con dao găm lên. Lúc này bàn tay của quỷ kia cũng đã rút về bóng tối. Sáng sớm ngày hôm sau, bạn thân vừa mới từ Đức trở về đã nhìn thấy cảnh Eva tự tay tiễn đưa chú chó cưng của cô ấy. Không thể làm gì được nên cô đành phải gọi bạn trai sang giúp đỡ. Cũng chính là thợ săn Gentleman mà cô đã gặp ở bữa tiệc lần trước. Cô bạn thân không yên tâm về nữ chính nên đã ở lại đây qua đêm. Khi nữ chính đã ngủ say thì bạn thân lại nhìn chiếc hộp như có điều gì đang suy nghĩ. Lúc này, căn phòng bên cạnh đột nhiên rơi xuống một đôi giày múa. Khi cô đi vào xem thử, hóa ra trong căn phòng này có lưu giữ toàn bộ khoảnh khắc khi Eva còn làm vũ công múa. Khi tiếng chuông báo hiệu 12 giờ vang lên thì người giấy cũng nhảy lên đúng như thường ngày. Hôm nay là ngày 19 tháng 12. Bạn thân cũng tiện tay mở ngăn kéo thứ 19 ra. Bên trong có một viên kẹo màu xanh có khắc hai chữ kỳ quái. Bạn thân cảm thấy viên kẹo này thú vị nên đã lén lút nhét nó vào trong túi áo của mình. Nhưng khi nữ chính chạy đến hỏi chuyện thì bạn thân lại nói dối rằng mình lấy được kẹo cao su từ trong ngăn kéo. Chỉ có điều sau khi nữ chính ăn kẹo vào thì xung quanh lại chẳng có gì thay đổi. Cứ như vậy, cho đến khi trời đã sáng lên thì mọi thứ xung quanh Eva vẫn rất bình thường. Một ngày nọ, bạn thân định đưa Eva đi cùng bạn trai xuống dưới quê nghỉ dưỡng và đi săn. Tối hôm đó, khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ, thì nữ chính đã vội vàng lấy ra viên kẹo trong ngăn kéo thứ 20. Tiếp sau đó, cô phát hiện bản thân đã quay về trong xe. Bạn thân đang ngồi bên cạnh cũng đổi trang phục khác. Trên người cô lúc này còn mang cả váy dùng khi múa. Hiển nhiên là lúc này cô vẫn chưa bị liệt hai chân. Lúc này bạn thân chuẩn bị sang Đức, còn cô thì sắp đến New York để tham gia buổi diễn. Để lưu lại kỷ niệm nên cô bạn thân định chụp ảnh trong lúc đang lái xe. Kết quả là chính chuyện này đã khiến cho tai nạn xảy ra. Vốn dĩ nữ chính đã quên mất đoạn ký ức này sau tai nạn xe. Nhưng sau khi ăn xong viên kẹo kia thì cô lại nhớ hết tất cả. Cô nhớ lại những gì ghi trên tờ giấy gói kẹo ở ngăn kéo thứ 3. Nếu muốn chữa lành vết thương thì nhất định phải hủy hoại nguyên nhân gây ra tổn thương. Tuy bây giờ cô đã biết bạn thân chính là nguyên nhân chính khiến mình bị thương, nhưng nữ chính lại không muốn bạn thân phải chịu tổn thương vì chuyện này. Sau khi trời sáng, bạn thân và bạn trai cô ấy ra ngoài đi săn. Còn nữ chính thì ở trong nhà chờ đợi. Tối hôm đó, bạn thân đến tìm Eva để tám chuyện. Và cô cũng thừa nhận là vì cô nên Eva mới bị liệt hai chân như bây giờ. Lúc này tiếng chuông báo hiệu ngày mới vang lên, ngăn kéo tiếp theo cũng đã được mở ra. Chỉ có điều là lần này không còn người giấy nữa. Khi cô mở ngăn kéo thứ 21 ra thì bên trong lại xuất hiện một viên kẹo bọc bởi tờ giấy in hình Giê-xu. Cô nhớ lại những lời được viết trên mảnh giấy ở ngăn kéo thứ 3. Nếu muốn chữa lành vết thương thì nhất định phải hủy hoại nguyên nhân gây ra tổn thương. Khi cô ăn mỗi viên kẹo như thế này thì chân của cô lại đỡ hơn một chút. Mà bạn thân chính là nguyên nhân khiến cho cô bị thương. Nữ chính cảm thấy nếu bản thân ăn viên kẹo này thì bạn thân sẽ phải đối mặt với nguy hiểm. Vậy nên cô đã giao viên kẹo này lại cho bạn thân giữ giúp. Sau khi về phòng, bạn thân định lăn lộn một trận với bạn trai. Nhưng vì bạn trai cô không đủ sức nên cô đột nhiên nhớ ra viên kẹo màu xanh dương kia. Bên phía nữ chính thì luôn cầu nguyện rằng bạn thân của cô sẽ không gặp phải chuyện gì bất chắc. Trong lúc đó, cô lại vô tình phát hiện ra một ngăn nhỏ trên chiếc hộp. Bên trong ngăn kéo có giấu một bức tranh trông quỷ dị vô cùng, trong đó cũng có hình của một chiếc hộp lịch mùa vọng. Lúc này ở căn phòng bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng kêu kỳ quái. Hình như bạn thân và bạn trai cô ấy đã xảy ra chuyện gì đó. Sau khi vang lên một tiếng động lớn thì cánh cửa phòng cũng bị xuyên thủng. Trên người bạn thân cô không một mảnh vải và nằm bất tỉnh dưới sàn, còn bạn trai của cô ấy thì đang đỏ mắt đứng ngay ở cửa phòng. Nhưng chỉ một giây sau đó, anh ta đã bị người đàn ông thân hình kỳ dị mang mặt nạ kia vặn gãy cổ. Đối phương liền đi vào phòng, tẫm nát cô bạn thân đang nằm dưới sàn. Tiếp đó lại ra lệnh cho Eva ăn ngay viên kẹo mà cô từng đưa cho bạn thân giữ giúp. Nữ chính thấy vậy thì cũng chỉ có thể cắn răng mà nuốt xuống. Sáng sớm ngày 21 tháng 12, có một người phụ nữ bước ra từ căn nhà trong khu nghỉ dưỡng. Lúc này Eva đã có thể đi lại như một người bình thường. Sau đó, nữ chính đã cài đặt địa chỉ của họa sĩ kia lên bản đồ trong xe hơi. Cô đi thẳng một mạch đến Berlin của Đức để tìm kiếm vị họa sĩ đó. Nhưng khi họ gặp nhau thì cô mới biết được họa sĩ kia là một người mù. Hơn nữa, đối phương cũng không nhớ ra bản thân từng vẽ bức tranh trong tay cô. Sau đó, họa sĩ đã thử đưa tay sờ lên bức tranh kia. Kết quả là trong đầu ông lại xoẹt qua hình ảnh ông tự tay lấy mạng vợ và con trai của mình. Nhưng trong hiện thực này thì vợ và con trai ông vẫn còn sống. Họa sĩ nói rằng mình chưa bao giờ vẽ bức tranh nào đáng sợ như thế. Huống hồ gì người nhà của ông vẫn còn sống sờ sờ đây. Tại sao ông ta phải vẽ ra cảnh tượng hai người họ bị sát hại cơ chứ? Hình như lúc này nữ chính đã hiểu ra điều gì đó. Trước đây ông từng vẽ ra cảnh người nhà bị sát hại là vì lúc đó họ đã mất mạng thật sự. Đây là thông tin mà ông để lại cho người sở hữu tiếp theo của chiếc hộp này. Bởi vì lúc đó ông đã chọn cách hy sinh tính mạng của người nhà để đổi lấy hai mắt được nhìn rõ. Chỉ có điều sau này, ông có lẽ đã dùng cách gì đó để quay lại từ đầu. Trên đường về nhà thì thời gian cũng vừa qua ngày 22 tháng 12. Chiếc dương lại phát ra tiếng nhắc nhở như thường ngày. Trong ngăn kéo lần này xuất hiện một mô hình búp bê. Nhìn tạo hình của con búp bê thì nữ chính đột nhiên nhớ ra. Người này chính là nhân viên mới đã thế chỗ cô ở công ty bảo hiểm. Vốn dĩ cô không muốn làm hại người vô tội. Nhưng bóng dáng đáng sợ kia lại đột nhiên xuất hiện ở ghế sau.
nữ chính hiểu rất rõ. Nếu cô không hiến tế người khác thì bản thân cô sẽ biến thành vật tế. Sau đó cô liền vứt hết tóc của búp bê rồi bẻ gãy tay chân của nó. Dường như là trong cùng một thời điểm, cô đồng nghiệp mới kia cũng đã ra đi giống hệt con búp bê trên tay Eva. Ngày hôm đó, khi nữ chính về đến nhà thì phát hiện ra phần mềm giao dịch cổ phiếu của cô đã thu được hơn 300.000 euro. Lúc này cô cũng mong chờ viên kẹo cuối cùng trước đêm Giáng sinh. Khi tiếng chuông đồng hồ báo hiệu ngày 23 đã đến, Eva phát hiện viên kẹo trong ngăn kéo thứ 23 lại là loại mà bố cô thích ăn nhất. Chỉ có điều lần này trong ngăn kéo lại có thêm cả một khẩu súng. Hóa ra vật tế cuối cùng thật sự là bố của cô. Sau đó, Eva liền đi xuyên đêm đến nhà của bố mình. Việc đầu tiên là cô đem chiếc hộp lịch mùa vọng tặng cho bà mẹ kế. Nữ chính biết là mẹ kế cực kỳ chán ghét mình, vậy nên bà ta cũng sẽ không có hứng thú với món quà mà cô tặng. Mà trong hiện thực thì bà ta cũng bỏ chiếc hộp vào trong lò sưởi giống như những gì cô suy đoán. Hành động của mẹ kế cũng đã vô tình chạm đến điều cấm kỵ nhất của chiếc hộp này. Đó chính là nếu bạn vứt nó đi thì tôi sẽ lấy mạng bạn. Sau đó, bóng dáng đáng sợ mang theo mặt nạ kia lại xuất hiện. Rất nhanh sau đó, nữ chính đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên trong căn nhà. Khi cô đi vào bên trong thì mẹ kế đã bị ngọn lửa trong lò sưởi nuốt chửng. Hóa ra nữ chính cố ý dùng điều cấm kỵ của chiếc hộp để giải quyết mẹ kế. Sau đó cô lại đút cho bố mình ăn viên kẹo kia. Khi ông bố trở về trạng thái minh mẫn thì cũng biết rõ bản thân sắp trở thành vật hiến tế. Ông ấy không hề nói gì cả. Ông chỉ ôm lấy con gái mình thật chặt rồi xoay lưng đối diện với sự tử vong. Sau khi trời sáng, Eva đã gọi nhân viên cứu hộ ở hồ bơi đến khách sạn đại chiến 300 hiệp. Sau khi xong việc thì cô cũng kể cho anh nghe những chuyện ly kỳ mà mình gặp phải. Nữ chính suy đoán rằng, chỉ cần cô ăn viên kẹo ở ngăn kéo cuối cùng, thì những chuyện đã xảy ra trước đó sẽ được thiết lập lại từ đầu. Những sinh mạng bị hiến tế đều sẽ quay lại. Còn bản thân cô cũng sẽ trở lại bên chiếc xe lăn. Cô sẽ tỉnh lại từ ngày 1 tháng 12, rồi quên đi tất cả mọi chuyện từng diễn ra. Cũng giống như vị họa sĩ trước đó vậy. Nhưng trong quy tắc có đề cập đến rằng, chỉ cần bạn ăn viên kẹo đầu tiên, thì bạn nhất định phải ăn hết tất cả những viên kẹo còn lại. Nếu như làm trái quy tắc thì sẽ bỏ mạng. Còn việc cô gọi nhân viên cứu hộ đến khách sạn vui chơi một trận, chỉ vì cô muốn được hưởng thụ cảm giác sung sướng trước khi quay về trạng thái trước đây. Buổi tối hôm đó, Eva mặc chiếc váy múa ba lê mà mình thích nhất. Rồi cô ôm lấy chiếc hộp lịch mùa vọng đi lên sân thượng. Ở đây, cô đã dùng điện thoại quay lại để dành cho người sở hữu tiếp theo của chiếc hộp này. Cũng giống như việc cô nhận được bức tranh của họa sĩ vậy. Cô nhắc nhở người tiếp theo nhất định phải tuân thủ quy tắc. Nếu không thì bản thân sẽ biến thành vật tế của chiếc hộp đó. Nói xong thì cô lại nhảy múa một đoạn ở trên sân thượng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một. Rất nhanh sau đó, thời gian cũng trôi đến 12 giờ đêm ngày 24 tháng 12. Chiếc hộp cũng vang lên lời nhắc nhở cuối cùng. Đầu tiên, nữ chính đặt chiếc điện thoại có chứa đoạn video vào trong ngăn kéo bí mật. Tiếp đó cô lại lấy ra viên kẹo cuối cùng ở ngăn kéo thứ 24. Nữ chính biết rằng một khi bản thân ăn viên kẹo này, xong thì mọi thứ sẽ quay về như ban đầu. Những người đã mất cũng sẽ quay lại. Nhưng bản thân sẽ phải ở trên xe lăn suốt cả quãng đời còn lại. Thế nhưng, khi cô chuẩn bị ăn viên kẹo kia, thì anh nhân viên cứu hộ vừa đại chiến 300 hiệp với cô lại chạy đến ngăn lại. Hóa ra đối phương đã phát hiện ra vấn đề trong quy tắc này. Điều đầu tiên trong bộ quy tắc của chiếc hộp lịch mùa vọng là chỉ cần ăn viên kẹo đầu tiên thì sẽ phải ăn hết tất cả những viên kẹo còn lại. Nhưng quy tắc 2 lại nói rằng bắt buộc phải tuân thủ quy tắc cho đến khi bạn mở ra ngăn kéo cuối cùng mới thôi. Cũng có nghĩa là sau khi Eva mở ngăn kéo cuối cùng ra thì lúc này cô không cần phải tuân thủ quy tắc của chiếc hộp này nữa. Nói đơn giản hơn là cô có thể chọn lựa để bản thân ăn viên kẹo này hoặc là không. Để chắc chắn cho suy đoán này, nhân viên cứu hộ đã ném chiếc hộp lịch mùa vọng đi. Nếu như quy tắc vẫn còn, nhân viên cứu hộ dám ném chiếc hộp đi thì cậu chắc chắn sẽ mất mạng. Nhưng sau khi cậu ném chiếc hộp đi thì xung quanh lại chẳng có gì bất thường cả. Điều này cũng có nghĩa là suy đoán của nhân viên cứu hộ là chính xác. Nữ chính có thể bỏ qua và không ăn viên kẹo cuối cùng. Sau đó cô có thể giữ lại tất cả những gì mà cô đang có. Trước đó Eva chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có một lựa chọn khác. Vậy nên hôm qua cô mới có thể nổ súng về phía bố mình mà chẳng hề do dự. Bởi vì cô nghĩ rằng trước sau gì bố mình cũng sẽ quay lại. Nhưng bây giờ cô lại biết tin rằng mình vẫn còn lựa chọn khác. Trong chốc lát, nữ chính đã rơi vào trong trạng thái phân vân. Một năm sau, có một người đàn ông ôm theo đứa bé đến nhà của Eva. Lúc này trong tay ông ấy đang cầm chiếc điện thoại có chứa video nhắc nhở mà Eva từng đặt trong chiếc hộp lịch mùa vọng. Cũng có nghĩa là bây giờ chiếc hộp lịch mùa vọng kia đang nằm trong tay ông ta. Cuối cùng thì cánh cửa cũng được mở ra. Nhưng bên trong lại không một bóng người, dường như chủ căn nhà này đã dọn đi rất lâu rồi. Có thể thấy được, nữ chính đã chọn không ăn viên kẹo cuối cùng kia. Nghĩ đến cảnh lúc đó trong tài khoản của cô đang có hơn 300.000 euro. Thêm vào việc nửa thân dưới của cô cũng đã bình phục. Vậy nên khả năng cao là cô đã đổi một chỗ ở mới khang trang hơn và trải qua một cuộc sống tốt hơn. Đến đây thì toàn bộ nội dung của bộ phim The Advent Calendar cũng kết thúc.